Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 334 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy để lại một like, một share để ủng hộ cho Khánh Duy, và đặc biệt comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Nhân Đạo Chí Tôn tập 334 ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói, Trung Nhạc bế quan hơn 10 ngày, dần dần nuôi dưỡng phàm huyết thành tiên thiên thần huyết. Một ngày này, tâm thần của hắn đột nhiên chấn động, cảm thấy hết thảy quan ải trong cơ thể không chút trở ngại, huyết mạch phóng chạy, gào thét dâng trào. Trong biết cảnh đạo nhất của hắn, một gã tấn nhân phục khi đi ra, ba con mắt khép mở, đối mặt với thiên địa. Vô số linh tú thiên địa tụ tập tới, tiến nhập trong cơ thể thần nhân phục khi kia. Gã tấn nhân phục khi này chính là chân thân của Trung Nhạc. Hắn rút cuộc đã bổ toàn phàm huyết, hết thải huyết nhục, nhục thân, nguyên thần, đại đạo cùng nhau trở thành tiên thiên, không phân người ta. Kể từ hôm nay, hắn chính là tiên thiên thần. Mà ở sau lưng của Trung Nhạc, còn có một gã Trung Nhạc khác nữa cũng đang ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Đó là đạo thân dịch tiên sinh của hắn, là kết quả do hắn chém ra đại đạo tạo thành, cũng là một loại thân thứ thân quá khứ. Cổ Nhạc đã chết, nhưng dịch tiên sinh lại xuất thế, thân là chí tướng tung hoành ngang dọc thiên hạ. Hắn cuối cùng cũng đã đi ra khỏi quá khứ của Trung Nhạc. Trung Nhạc vung tay một cái, biết cảnh đạo nhất của dịch tiên sinh bay ra. Đám thánh địa tiên thiên bất quái, tiên thiên tứ tượng và tiên thiên thái cực vòng vòng gắn liền, phát ra quang thải chói mắt. Chỉ cần tiên thiên thánh địa của ta vẫn còn, ta sẽ có thể phục sinh. Trung Nhạc khẽ nhíu mày, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thấp giọng nói. Dịch tiên sinh không chết, thánh địa của ta vẫn như cũ còn tồn tại. Ai có thể nghĩ tới muốn hoàn toàn chém chết ta, trước hết cần phải giết chết đạo thân của ta trước kia. Cho tới hiện tại, hắn rút cuộc đã có thể hoàn toàn yên lòng, đã có thể buông tay buông chân, thông thống khoái khoái, đại triển hùng đồ, đại triển hoài bão, đã không còn lo lắng nữa. Đạo thân dịch tiên sinh của hắn lưu lại trong tổ đình, trấn thủ tổ đình, mà chân thân của hắn sẽ có thể ra bên ngoài quát tháo rong ruổi, diệt trừ hết thảy trở ngại cho chủng tộc mình. Hắn rút cuộc đã đả thông con đường chí thắng này. Kiếp nạn hậu thiên nghịch chuyển tiên thiên sắp sửa tới rồi đây. Đột nhiên, đạo thân dịch tiên sinh của Trung Nhạc chợt có cảm giác, vẫn như cũ ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Hắn lên tiếng nói, mặc dù có tổ đình che chở, nhưng ta vẫn cảm ứng được loại ba động khiến cho người ta sợ hãi kia. Thật kỳ quái, theo lý mà nói đã không còn bất luận thiên kiếp gì có thể làm gì được ta nữa rồi, nhưng sao vẫn khiến cho ta cảm giác được hãi hùng khiếp phía như vậy. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thương thiên thanh minh thâm thúy, không chút nào nhìn ra có thiên kiếp đang ba động, nhưng cỗ ba động kia vẫn như cũ chuyển tới, khiến cho hắn tim đập nhanh. Cho dù là thiên đích thân hàng kiếp cho hắn, cũng sẽ bị hắn đánh ngược trở về, không chiếm được nửa phần tiện nghi, sẽ không khiến cho tâm thần của hắn chấn động, dao động. Mà thiên kiếp này vẫn còn chưa tới, đã khiến cho hắn cảm giác được áp lực. Không tốt rồi. Sắc mặt của Trung Nhạc cải biến, sau đấy nhìn thấy trong không trung biến mất, thay vào đấy là cảnh tượng vũ trụ sơ khai. Hỗn độn mênh mông, huyền hoàng quay cuồng, địa thủy phong hỏa bất định. Hắn đảo mắt quan sát bốn phía, chỉ thấy tổ đình đã biến mất, không thấy đâu nữa. Vũ trụ sơ khai giống như nồi cháo sôi sùng sục, ba động cuồn cuộn không ngớt, không ngừng bành trướng. Thời không xuất hiện đại đạo chân trúc, tạo hóa ra vạn vật thiên địa. Đột nhiên từng đạo linh quang từ xa bay tới, xuyên qua vũ trụ trường không. Trung Nhạc run lên cầm cập, sắc mặt tái nhợt. Mà vào lúc này, tinh vực lôi trạch trong tổ đình, lôi trạch cổ thần đột nhiên chợt có cảm giác, chỉ thấy tiên thiên quả thụ của chính mình đột nhiên bùng phát quang mang. Cành lá tung bay, sợi rễ bay lượn, từng đầu đại đạo lạc ấn hư không. Trong lòng hắn không khỏi nghi hoặc. Kỳ quái, gốc cây này của ta đã rất lâu rồi, chưa hề chủ động tế khởi, từ trước tới giờ cũng chỉ có hai lần mà thôi. Lần đầu tiên là lúc đại toại mở ra hệ thống tu luyện hậu thiên, nó đi quất đại toại. Lần thứ hai là tiểu hài tử trung sân thị đào gốc của nó nên.
Nó co chân bỏ chạy, quất tiểu gia hỏa Trung Sơn Thị kia một trận. Lần này nó muốn đi quất kẻ nào nữa đấy? Mà vào lúc này, Kim Ô Thần Đế trong thang cốc cũng đang vô cùng kinh ngạc. Từ trên phủ tăng thần thụ bay lên, kinh nghi bất định nhìn gốc linh căn không ngừng vũ động này. Hư không giới cũng trong cơ hồ cùng một lúc thoáng chấn động một cái. Kỳ quái, sao năng lượng của Bỉ Ngạn Hoa lại mất đi một bộ phận như vậy? Trong chỗ sâu nhất trong hư không giới, Đại Toại mở mắt ra có chút kinh ngạc. Gốc linh căn này đã hóa thành hư không giới, sao còn có thể dao động như vậy được đây? Chính bản thân hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đấy, toàn thể tinh vực tử vi cũng đột nhiên chấn động một cái. Thậm chí, ngay cả thần thành thứ 9 cũng bị chấn cho té trái ngã phải. Thần thành rách nát tả tơi, thiên binh thiên tướng trong thành cũng đều không khỏi kinh ngạc. Còn tưởng rằng Trung Nhạc đã đánh tới nơi. Trong khu luân hồi thứ 7, Đại Tư Mệnh cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, có chút mê man, không biết vì sao tử vi lại chấn động. Tinh vực tử vi là do hắn cùng rất nhiều thần vương thái cổ hợp lực chế tạo, dùng linh căn thế giới hoa mà biến thành. Tử vi khó hiểu, chấn động như vậy cũng khiến cho hắn nghĩ mãi không ra. Nếu chỉ một tòa tinh vực chấn động ngược lại cũng thôi, nhưng nếu là toàn bộ tử vi đều chấn động kịch liệt một cái, như vậy cũng không phải là chuyện đùa. Nhưng sau một khắc, sinh mệnh cổ thụ của hắn cũng đột nhiên chấn động một cái. Trong lòng của Đại Tư Mệnh không khỏi chấn động. Thời điểm Đại Toái mở ra hệ thống tu luyện hậu thiên, sinh mệnh cổ thụ của ta cũng đi hàng kiếp cho hắn. Lẽ nào lần này cũng giống như lần kia hay sao? Đã có một vô thượng tiên phong khác được sáng tạo ra sao? Sao? Quần tinh tử vi dao động, tất có yêu nghiệt. Mà lúc này trong thiên đình tử vi, Mục Tiên Thiên triệu tập quần thần lạnh lùng nói: đám điêu dân này càng ngày cứ luôn suy nghĩ làm hại giang sơn của trẫm. Giám thiên tí, tuần thiên tí, các ngươi mau ra tra xem là yêu nghiệt phương nào đang tắt loạn cho ta đấy. Vào lúc này, khu luân hồi thứ 7 cũng đột nhiên chấn động một cái. Người đầu tiên nhận ra chính là Tư Mệnh. Nàng ở trong vãng sinh cung ngẩng đầu mà nhìn lên, kinh ngạc nhìn về phía tổ đình. Là ngươi sao? Nàng ngơ ngẩn nhìn về phía một đạo thân ảnh, trong lòng yên lặng nói: người rốt cuộc đã bước ra một bước kia rồi. Ở đầu cuối của khu luân hồi thứ 7, đạo giới chi môn đứng sừng sững nơi đấy. Đạo giới bị khu luân hồi thứ 7 liên tiếp không thể lại độc lập tại thế ngoại, mà đã trở thành một vòng của luân hồi. Hiện tại vẫn chưa biết là tốt hay xấu. Đúng lúc này, đạo giới chi môn đột nhiên mở ra, một cây tử trúc và một đóa đại hoa xuất hiện trong đạo giới chi môn, đều tự chấn động một cái, sau đó biến mất không thấy đâu. Mà tại Đông Thiên Tử Vi, trong lòng Trường Sinh Đế lúc này cũng là tâm phiền ý loạn. Hắn đột nhiên cảm thấy một đạo tinh khí của chính mình chợt xói mòn, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Đây là chuyện gì xảy ra đây? Hắn cũng cảm giác được đám thánh dược còn lại cũng đồng thời chấn động một cái. Từng cỗ năng lượng bị dẫn dắt đi, hội tụ thành dòng. Ta đã nhờ chiến dịch của cuộc chiến đoạt đế, trận chiến chư đế thượng cổ và trận chiến tổ đình mà đục nước béo cò, đoạt lấy rất nhiều thánh dược. Chỉ là vẫn còn không ít thánh dược đang tán lạc ở bên ngoài kia thôi. Ánh mắt của Trường Sinh Đế chấp động cảm ứng phương vị của đám thánh dược kia. Năm xưa hắn mượn họa bích cô hoa sưu tầm nơi hạ lạc của đám thánh dược, nhưng hiện tại thời gian biến thiên, rất nhiều thánh dược đã đổi chủ, đối với hắn cũng không phải là chuyện tốt. Bất quá lần này Trung Nhạc độ kiếp thật ra đã khiến cho hắn cảm ứng được phương vị của rất nhiều thánh dược. Chỉ cần tìm được bọn họ, ta sẽ có thể trở thành linh căn hoàn chính, trở thành đạo thần. Trong tổ đình, trước mắt Trung Nhạc vẫn là một mảnh cảnh tượng vũ trụ sơ khai. Đột nhiên một đạo linh căn chợt xuất hiện, mạnh mẽ quất về phía hắn. Luân hồi đằng sao? Trung Nhạc nhất thời kinh ngạc, đạo linh căn kia chính là luân hồi đằng. Trước đây hắn đã từng nắm giữ luân hồi đằng rất nhiều năm, nghiên cứu thâm sâu đối với diệu dụng của gốc linh căn này. Bất quá một kích này của luân hồi đằng lại hoàn toàn bất đồng, dường như muốn kéo hắn vào trong luân hồi không ngừng trầm luân mãi cho tới khi hắn tử vong mới thôi. Đây cũng không phải là bản thể của luân hồi đằng. Ta đã biến ngươi thành khu luân hồi thứ 7, hổ thẹn với ngươi, nguyện chịu một quất này của ngươi. Trung Nhạc thừa nhận một kích của luân hồi đằng, mặt không đổi sắc. Uy lực của luân hồi đằng cũng không cường đại tới đâu, thế nhưng mạnh ở diệu dụng. Hắn mỉm cười nói: hiện tại ta đã thành tựu tiên thiên, không nằm trong luân hồi đằng cũng không làm gì được ta cả. Gốc luân hồi đằng kia không thể kéo hắn vào trong luân hồi, đột nhiên tản đi, biến thành một đạo tinh khí chui vào trong cơ thể của hắn. Pang một tiếng, lại có một đạo linh quang nữa xuất hiện, biến thành sinh mệnh cổ thụ nguyên nga quất thẳng về phía hắn.
Toàn thân của Trung Nhạc lù lù bất động, nhìn vô số sinh mệnh của bản thân trôi qua, nhục thân khô già nhưng thủy chung cũng không chết. Cũng không lâu lắm, sinh mệnh của thụ cũng tản đi, biến thành một đạo tinh khí chui vào trong cơ thể của hắn. Nhục thân của hắn mạnh mẽ bành trướng, vẫn là bộ dạng như cũ, tướng mạo khôi phục như lúc ban đầu. Sinh mệnh của thụ cũng không làm gì được ta. Ta đứng sừng sững trong dòng thủy lưu trường hà, thời gian giống như một khối ngoan thạch vậy. Người có thể mang đi hết thảy sinh mệnh lực của ta, nhưng căn bản giết không chết ta được. Ta có tiên thiên thánh địa, ta sẽ có thể tái sinh. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đạo linh quang biến thành tiên thiên quả thụ của Lôi Trạch cổ thần. 99 loại đại đạo tiên thiên ầm ầm chém xuống, đan xen ngang dọc, đồng dạng bá đạo cuồng dã như Lôi Trạch cổ thần vậy. Hắn vươn tay rút đao, đao quang giữa không trung lóe lên, 99 loại đại đạo tiên thiên bị thần đao chặt đứt. Đạo linh quang kia dầm một tiếng tản đi, lại biến thành một đạo lôi quang tiến nhập vào trong cơ thể của hắn. Đột nhiên lại có một đạo linh quang khác biến thành một cây tử trúc, một gậy quất tới. Dưới chân Trung Nhạc lảo đảo một cái, tế đao chặt đứt tử trúc, tử trúc cũng biến thành một luồng tinh quang nhập thể. Ầm 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 ầm, lại có một đạo linh quang biến thành phù tăng thần thụ, lan tỏa hỗn độn hỏa quất thẳng xuống hắn. Trung Nhạc co người lại, sau đó căng người ra kháng trụ chấn áp của phù tăng thần thụ. Nhục thân kinh lịch hỗn độn hỏa thối luyện, bị thiêu đốt tới mức da chóc thịt bong, thế nhưng thủy chung cũng không chết. Phù tăng thần thụ cũng soạt một tiếng tản đi, biến thành một luồng tinh khí tiến nhập vào nhục thân của hắn. Lại có một đạo linh quang biến thành bỉ ngạn hoa, nội tàng hư không vô lượng, nhét Trung Nhạc vào bên trong. Trung Nhạc ngao du xuyên toa trong đóa hoa này, thủy chung cũng không tìm được biên giới. Thế giới trong đóa hoa này không có thời gian, không có không gian, hết thảy đều phảng phất như bất động vậy. Trung Nhạc rút đao chém ra thần thông chảm đạo, chém đứt bỉ ngạn hoa. Chỉ thấy đóa đại hoa này cũng biến thành một đạo tinh khí bay vào trong cơ thể của hắn. Đột nhiên một đạo linh quang khác chợt biến thành thế giới hoa đại phóng, nâng hắn vào trong đóa đại hoa. Vô số tinh tú trong đóa đại hoa sáng ngời, giống như một thế giới tử vi vậy. Lực lượng của toàn thế giới liền đè xuống, xoay tròn không ngừng luyện hóa. Trung Nhạc đau khổ kiên trì chống đỡ. Một lúc lâu sau, thế giới hoa cũng tiêu tán, cũng biến thành một đạo tinh khí dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Từ xa xa lại có một đạo linh quang khác bay tới, Trung Nhạc mỉm cười nói: "Linh căn đã vỡ nát, cũng xứng giáng kiếp cho ta hay sao?" Hắn vân tay chụp tới, nắm đạo linh quang kia trong tay, dùng sức chà một cái. Đạo linh quang này ầm một tiếng nổ tung, biến thành tinh khí bị hắn hấp thu vào trong cơ thể. "Hiện tại chỉ còn lại một cửa ải cuối cùng nữa rồi, trận thiên kiếp này đối với ta hoàn toàn dễ dàng." Trung Nhạc nhìn về phía đạo linh quang cuối cùng kia, chỉ thấy đạo linh quang kia cũng đã hình thành, biến thành một đóa hoa sen, cánh hoa thu liễm, giống như một cây chùy hoa đập thẳng xuống hắn. Trung Nhạc tế khởi tiên thiên thần đao, đang định chém nát đóa đại hoa kia, trong lòng đột nhiên nghiêm nghị, bất giác sinh ra báo động, vội vàng lui nhanh về phía sau. Cánh hoa của đóa hoa sen kia theo thứ tự mở ra, trong tầng tầng lớp lớp cánh hoa vậy mà cất giấu một cái trống lớn đen như mực vậy. Thùng thùng, tiếng trống thùng một tiếng nổ vang lao thẳng về phía Trung Nhạc, chấn cho toàn bộ lục phủ ngũ tạng của hắn cơ hồ vỡ nát, toàn bộ tứ chi bách hài cũng bị chấn vỡ. Mộ cố là chư thiên vô đạo. Ngay cả hàm răng của trong miệng Trung Nhạc cũng bị chấn cho chóc ra. Một chiêu này hắn căn bản không thể ngờ tới, hồn nhiên không biết sát cơ ẩn giấu trong đạo linh căn cuối cùng kia. Hiển nhiên một vị tồn tại đáng sợ cảm giác được hắn sắp sửa độ kiếp, bởi vậy tại thời điểm đó hoa sen kia chấn động đã đồng thời đánh ra đại thần thông chư thiên vô đạo của chính mình, ẩn giấu trong đạo tinh khí đóa hoa sen kia, nhân cơ hội ám toán Trung Nhạc. Mộ cổ chấn động vang dội, một cỗ trùng kích khủng bố cấm cố hết thảy đại đạo trong cơ thể Trung Nhạc. Sau đấy đóa hoa sen kia mạnh mẽ đập xuống, ầm một tiếng đập lên trên đầu Trung Nhạc. Thình thịch thình thịch, cái đầu của Trung Nhạc lập tức nổ tung, thi thể không đầu rung rung lắc lắc ngã xuống mặt đất. Sinh mệnh hạ cấp ấu trĩ. Trong kiện mộ cổ truyền ra một tiếng cười, quang văn ngoài mặt mộ cổ lưu chuyển, đang định tản đi. Đột nhiên cỗ nhục thân không đầu kia chợt vươn tay bắt lấy mộ cổ, khiến cho đại đạo của mộ cổ không thể tản đi được. Chỉ thấy thi thể không đầu của Trung Nhạc lắc lắc lư lư đứng dậy, mỉm cười nói: "Mộ cổ sao, chư thiên vô đạo ư? Ta cũng biết mà." Kiện mộ cổ kia thùng thùng chấn động, từng khối xương vỡ trong cơ thể Trung Nhạc từ sau lưng bay ra, nhưng hai tay của hắn thủy chung vẫn vững vàng bắt lấy mộ cổ, khiến cho kiện mộ cổ này không thể chạy thoát được. "Ngươi rất lợi hại, có thể dùng biện pháp này ám toán ta. Bất quá bảo vật đạo thần của ngươi còn đang ở trong tay ta này.
Ta đã nghiên cứu thần thông của ngươi nhiều năm như vậy, sao có thể để cho ngươi đắc thủ được? Tiên thiên dịch đạo không ngừng biến ảo, liên tiếp lại đại đạo đứt đoạn trong cơ thể Trung Nhạc. Thân là tiên thiên thần ma, không thể dễ dàng bị thương, bởi vì nhục thân của tiên thiên thần ma cũng là đại đạo. Chặt đứt một khúc xương chính là chặt đứt một đầu đại đạo, thương tổn tới làn da cũng là thương tổn tới đại đạo. Cho nên tiên thiên thần ma bị thương, muốn xử lý chính là vô cùng phiền phức. Bất quá Trung Nhạc vẫn là có chỗ bất đồng với những tiên thiên thần ma khác. Hắn là tự hậu thiên nghịch chuyển tiên thiên, đại đạo trong cơ thể rất nhiều, thần và ma song tứ tượng, 64 quái, 49 thiên đạo cộng thêm dịch. Trong đấy tiên thiên dịch đạo đã tạo thành tác dụng của đạo nhất. Dịch đạo có thể thống nhất những đại đạo khác, có thể biến thành những đại đạo khác. Chỉ cần dịch đạo không phá, bất kỳ đại đạo nào của Trung Nhạc cũng có thể khôi phục trở lại. Mà tiên thiên dịch đạo của hắn chính là tiên thiên thần đao trong tay của hắn. Vừa rồi một kích kia của Mộ Cổ đánh xuống xuất kỳ bất ý, công kích lúc không phòng bị trực tiếp đập nát cái đầu của Trung Nhạc, nhưng tiên thiên thần đao trong tay của hắn lại không có bị vỡ nát. Người rốt cuộc là ai? Trung Nhạc cẩn thận quan sát Mộ Cổ, nỗ lực từ trong đó phân giải ra càng nhiều tin tức hữu dụng. Mà đóa hoa sen kia cũng đã biến thành tinh khí dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Kiếp số do nghịch chuyển tiên thiên mang tới coi như đã qua. Bất quá kiện Mộ Cổ này càng khiến cho hắn hiếu kỳ hơn. Bất diệt thần thức của hắn tiến vào trong Mộ Cổ. Mặt ngoài Mộ Cổ nhìn như là một cái trống, thế nhưng thật ra là đại thần thông chư thiên vô đạo. Chỉ cần là thần thông sẽ có tinh thần, chỉ cần là tinh thần vậy hắn sẽ có thể tìm được nguồn gốc của cỗ tinh thần này, tìm được vị tồn tại đã thi triển đạo thần thông ám toán hắn đây. Vừa rồi sau khi ngươi đánh chết ta đã cởi chế giễu, nói rõ ngươi không phải là đạo thần, hoặc là nói không phải là đạo thần chân chính, hoặc là đã dùng thủ đoạn đồng dạng với tứ diện thần. Trung Nhạc nâng Mộ Cổ trong tay, bất diệt thần thức cũng đã bạo phát, thuận theo cỗ tinh thần ba động như có như không này một đường truy kích thẳng tới. Bất diệt thần thức của hắn không ngừng tiếp xúc với cỗ tinh thần như có như không kia, theo dấu tiến về phía trước, thâm nhập khu luân hồi thứ bảy, từ khu luân hồi thứ bảy bay thẳng về phía đạo giới chi môn. Thủ pháp của ngươi vô cùng thấp kém, khiến cho ta nhớ lại Hắc Đế và Mục Tiên Thiên, tràn ngập phản bội và âm hiểm. Bất diệt thần thức của Trung Nhạc thuận theo cỗ tinh thần ba động kia lao thẳng về phía đạo giới chi môn, sắp sửa tiến vào trong cánh cửa đạo giới chi môn. Đúng lúc này cỗ tinh thần ba động kia đột nhiên chuyển hướng, không tiến vào đạo giới chi môn mà đột nhiên phóng thẳng về phía khu luân hồi thứ bảy. Thân thể Trung Nhạc đại chấn. Ngươi không có ở trong đạo giới, ngươi đang ở hạ giới sao? Đúng lúc này cỗ tinh thần ba động kia đột nhiên đứt gãy, Mộ Cổ trong tay Trung Nhạc cũng bình tĩnh trở lại. Chính là vị tồn tại kia chủ động vứt bỏ đại đạo thần thông của chính mình, tránh bị hắn tìm được chân thân. Bảo vật đạo thần là do đại đạo biến thành, đạo thần thông này cũng là do đại đạo biến thành. Nếu đã như vậy, nói không chừng sẽ có thể hợp hai làm một, nói không chừng cũng có thể chữa trị kiện bảo vật đạo thần này. Am hiểu đạo này nhất chính là Phong sư huynh, chuyện này vẫn là giao cho hắn làm, hắn nhất định sẽ rất vui lòng. Mấy ngày nay Phong Hữu Trung đang bận rộn nghiên cứu Hắc Đế trong thể không cầu. Hắc Đế bị nhốt trong thể không cầu, thời gian trong cầu đã trôi qua không biết bao nhiêu vạn năm. Tôn Hắc Đế 10 vạn năm trước này đã trải qua một trận rồi lại một trận luân hồi, chết đi một lần rồi lại một lần, thủy chung không thể chạy thoát. Thời điểm Trung Nhạc tới đây chỉ thấy Phong Hữu Trung đã tiến vào thời không cầu, đang giải phẫu Hắc Đế đã trọng thương, tiến hành đủ các loại thí nghiệm. Sư đệ mới tới sao? Phong Hữu Trung giơ tên lên đánh chết Hắc Đế đã bị dằn vặt hồi lâu, sau đấy đi ra thời không cầu tinh tế quan sát Trung Nhạc, nhãn tình sáng lên tán thưởng. Sư đệ hiện tại đã trở thành tiên thiên thần ma, có thể nói là tiên phong chưa từng có ai, sao không thấy kiếp số hàng lâm vậy? Kiếp số đã qua, chỉ là chín gốc linh căn kia đột kích mà thôi. Trung Nhạc mỉm cười nói, ánh mắt của Phong Hữu Trung càng thêm sáng ngời lên tiếng. Vậy ngươi có bắt giữ chín gốc linh căn kia tiến hành nghiên cứu một phen hay không vậy? Chỉ là một đạo hư ảnh mà thôi. Trung Nhạc lấy ra hai kiện Mộ Cổ lên tiếng. Sư huynh có thể dung hợp hai kiện bảo vật này chứ chỉ lại bảo vật đạo thần hay không? Phong Hữu Trung quan sát một phen suy tư nói. Bảo vật đạo thần đã bị phá hư, muốn chữa trị lại cũng có chút khó khăn. Bất quá đạo thần cũng chỉ là cao hơn ta một cái đầu, một cảnh giới mà thôi. Hiện tại ta đã có tài liệu, hẳn là có thể chữa trị được rồi. Người cứ lưu hai kiện bảo bối này ở đây đi. Mấy ngày nay ta nghiên cứu Hắc Đế rất có thành tựu, trong cơ thể của hắn cũng có một chút đạo diệu của chư thiên vô đạo. Ta đang chuẩn bị đào sâu nghiên cứu, moi ra toàn bộ huyền bí của hắn ta đấy. Hoặc là có thể chữa trị lại bảo vật đạo thần, nói không chừng ta còn có thể phá giải hết thảy ảo diệu của chư thiên vô đạo. Trung Nhạc nhất thời yên lòng,
Lưu Hoài Kiện Mộ Cổ lại lên tiếng: "Ta cũng chuẩn bị đi khu luân hồi thứ 7 mà thành đế." Phong Ngữ Trung cúi đầu nghiên cứu, Hai Kiện Mộ Cổ cũng không ngẩng đầu lên nói: "Người đi trước đi, đợi ta nghiên cứu xong hắc đế và mộ cổ sẽ tự chém cảnh giới, cũng đi khu luân hồi thứ 7 một lần nữa thành đế vậy." Trung Nhạc đảo cặp mắt trắng dã, tự chém cảnh giới, chém chính mình xuống khỏi đế cảnh hay sao? Loại lời nói vô vị này chỉ sợ cũng chỉ có Phong Hữu Trung mới dám nói ra khỏi miệng. Chính mình tự chém tu vi xuống khỏi đế cảnh, không chết cũng bị trọng thương, nghĩ muốn khôi phục lại đế cảnh sợ rằng sẽ khó khăn gấp trăm lần. Bất quá nếu Phong Hữu Trung đã dám nói như vậy, hẳn là cũng có nắm chắc. Trung Nhạc không thèm quản tới hắn, mặc cho hắn giày vò là được. Tâm niệm của hắn khẽ động, tiến vào khu luân hồi thứ 7. Khu luân hồi thứ 7 là do thế giới do hắn mở ra, sử dụng 24.335 gốc luân hồi đằng mới kiến thành cái thế giới này, xỏ sâu hết thảy không gian luân hồi của lục đạo giới, vũ trụ cổ lão, tự tinh vực tử vi, hư không giới và đạo giới. Mở ra một thế giới mới cần phải thừa nhận gánh nặng không thể thừa nhận, bởi vậy đại tư mệnh nắm giữ đại đạo sinh mệnh đã chết. Đại toại mở ra hệ thống tu luyện cho sinh linh hậu thiên, vĩnh viễn dung hợp cùng một chỗ với hư không giới. Phục Môn Đạo Tôn vô địch thiên hạ thì liên lụy tới chủng tộc của chính mình, còn khiến cho chính mình hồn phi phách tán. Trung Nhạc định thần trở lại, vậy nghênh tiếp chính mình sẽ là cái gì đây? Gánh nặng không thể thừa nhận sẽ là dạng vận rủi gì đây? Hắn chậm rãi tiến về phía trước chính là Vãng Sinh Cung của Tư Mệnh. Tư Mệnh đã rời thánh địa Vãng Sinh tới nơi này, tu hú chiếm tổ trích chòe, đuổi Mẫu Hoàng Đại Đế ra khỏi thánh địa Vãng Sinh. Thần khí Vãng Sinh của Mẫu Hoàng Đại Đế cũng bị Tư Mệnh cướp đi, biến thành Vãng Sinh Luân hoàn chỉnh. Mẫu Hoàng Đại Đế mặc dù không vui, nhưng vẫn nhẫn nại xuống. Bất quá, nàng thường xuyên chạy tới tố khổ với Trung Nhạc. Trung Nhạc nhắc lại chuyện xưa, hứa hẹn cấp cho nàng nửa cái vũ trụ, lúc này Mẫu Hoàng Đại Đế mới xem như bỏ qua. Tại Vãng Sinh Cung, Trung Nhạc nhìn ra nhân trong đạo hỏa, ánh mắt phức tạp, vươn tay ra, nghĩ muốn nắm lấy bàn tay của nàng, nhưng Tư Mệnh đã rụt tay trở lại, mỉm cười nói: "Đây là đạo hỏa, sẽ thiêu đốt luôn ngươi." Nhưng Trung Nhạc vẫn nắm lấy bàn tay của nàng, lập tức cảm giác được bàn tay do đại đạo biến thành của chính mình nhất thời bị thiêu đốt, có một loại cảm giác thiêu đốt đau nhức, nhưng vẫn như cũ nắm lấy bàn tay của nàng, hắn lên tiếng: "Ngươi vẫn luôn đau đớn như vậy hay sao?" "Vốn dĩ vẫn luôn rất đau, nhưng về sau tương dung với khu luân hồi thứ 7 đã không còn cảm giác gì nữa rồi." Khuôn mặt của Tư Mệnh giãn ra, mỉm cười nói: "Ta suýt chút nữa đã phong ấn sinh dục của tất cả chủng tộc trong thiên hạ. Đây là kiếp số của ta, là hậu quả mà ta phải thừa nhận. Chỉ là ta không thể thân cận với những người khác được nữa rồi. Cho dù là ngươi, cho dù là hài tử của chúng ta cũng vậy." Trung Nhạc nhất thời trầm mặc. Tư Mệnh mỉm cười nói: "Ta nắm tay của ngươi lại có thể cảm giác được chính mình vẫn còn sống, nhưng thời điểm buông tay ra lại có cảm giác chính mình đã chết. Khu luân hồi thứ 7 là địa phương thật kỳ diệu. Ta cũng không biết chính mình rốt cuộc là đã chết hay vẫn còn sống nữa đây." Trung Nhạc mỉm cười nói: "Người vẫn còn sống, chỉ là sống trong khu luân hồi thứ 7. Ngươi là thần minh duy nhất ở nơi này. Đối với những tồn tại khác, bọn họ chỉ là khách qua đường vội vã. Chỉ có ngươi mới là chúa tể của nơi này." "Ta vẫn là đã thua rồi, đã thua rất thảm hại." Tư Mệnh đột nhiên hỏi: "Ngươi trở về rồi, sẽ có một tương lai cho Phục Hy thần tộc hay sao?" "Sẽ có." Trung Nhạc nhẹ giọng nói, bàn tay của hắn đã bị đạo hỏa thiêu đốt thành tro tàn. Tư Mệnh nhìn bàn tay đã biến thành tro tàn của hắn, than thở: "Ngươi cũng không thể thân cận với ta được nữa rồi. Ta cuối cùng vẫn là kẻ cô đơn. Ngươi thường xuyên tới thăm ta là được rồi." Trung Nhạc gật đầu một cái: "Ta đã thua rồi, nhưng ngươi tuyệt đối không thể thua được. Nếu ngươi cũng thua rồi, Phục Hy thần tộc ta sẽ không còn tồn tại, không còn gì nữa cả." Sắc mặt của Tư Mệnh bình tĩnh nói: "Ngươi cần phải kết hôn với rất nhiều nữ nhân, cưới khắp thiên hạ, cưới khắp các tộc kìa." Trung Nhạc thoáng ngẩn người, Tư Mệnh tiếp tục nói: "Ngươi nói với Âm Phiền Huyên và Kim Hà Hề, cứ nói rằng là đây là do người vợ lớn là ta đích thân nói. Các nàng có nghi vấn gì, có thể tới hỏi ta. Ngươi cần phải sinh thật nhiều hài tử, thật nhiều hài tử vào. Thế nhưng mà..." Nàng ảo não nói: "Thế nhưng không thể yêu bọn họ giống như ta được, tuyệt đối không thể. Tới thời điểm khẩn yếu quan đầu, bọn họ đều có thể hy sinh." Trung Nhạc trầm mặc, khuôn mặt của Tư Mệnh giãn ra, mỉm cười nói: "Ngươi cứ đi làm chuyện của chính mình đi, ta rất tốt mà." Trung Nhạc đứng dậy, bàn tay đã bị đốt thành tro tàn dưới tác dụng của dịch đạo đang chậm rãi diễn sinh. Hắn chậm giọng nói: "Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không bái."
Bất diệt thần thức của hắn đại phóng, tâm cảnh khủng bố bùng phát. Theo thần thức của hắn mở rộng mà không ngừng lan tỏa, xúc động đại đạo thiên địa, xúc động đại đạo của khu luân hồi thứ 7 này. 24.335 gốc luân hồi đằng cấu thành khu luân hồi thứ 7 này, cảm ứng được tinh thần của hắn, bất diệt thần thức của hắn, vô số đại đạo thiên địa chen chúc lao tới, phóng vọt về phía hắn. Vô số hào quang ba động, chấn động hoàn toàn bao vây lấy thánh địa vãng sinh, khiến cho tòa thánh địa này toát ra quang mang và quang huy trước giờ chưa từng có. Vô số quang mang bao phủ toàn thân Trung Nhạc, đại đạo thiên địa của khu luân hồi thứ 7 liên tiếp với địa ngục luân hồi, lục đạo giới, vũ trụ cổ lão, hư không giới, tử vi và đạo giới. Sau cái vũ trụ không gian bất đồng này đều đang chấn động nhẹ nhẹ, đại đạo tầng tầng lớp lớp cuốn tới, tuôn trào về phía Trung Nhạc. Hắn giống như một gã thần nhân bị quang mang bao phủ, đứng thẳng ở nơi đấy, đang hóa đạo, cũng đang đạo hóa. Cái gọi là hóa đạo chính là bị đại đạo thiên địa đồng hóa, là con đường tất phải trải qua khi thành đế. Đạo tâm mạnh mẽ tới cực điểm tất sẽ dẫn phát hóa đạo. Trước đây Trung Nhạc đã từng trải qua mấy lần, nhưng bất luận một lần nào cũng không cường liệt bằng lần này. Mà đạo hóa chính là mục tiêu thành đế, khiến cho chính mình hàng phục được đại đạo thiên địa, biến thành đại đạo thiên địa thành tu vi của chính mình, một bộ phận của chính mình. Nhưng giống như Trung Nhạc vậy, nhất cử hàng phục đại đạo của 6 thế giới, nhất là đại đạo của khu luân hồi thứ 7, ngược lại vẫn là lần đầu tiên, càng gian nan hơn, càng gian khổ hơn. Đây là tôn tồn tại đầu tiên thành đế trong khu luân hồi thứ 7, cũng là tồn tại mở ra khu luân hồi thứ 7, được đại đạo thiên địa quan tâm. Nếu có thể không bị đại đạo thiên địa đồng hóa, thành đế giống như Phục Môn Đạo Tôn vậy, thành tựu của hắn tất nhiên là chưa từng có ai. Tư Mệnh nhìn chằm chằm gã thần nhân trong quang mang rừng rực kia, tâm thần chấn động, lẩm bẩm: "Người sẽ thành công, nhất định sẽ thành công." Ầm 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 ầm. Càng lúc càng nhiều hào quang phóng vọt tới, hào quang đại đạo tới từ các giới chen chúc lao tới, bao phủ Trung Nhạc vào trong quang mang. Nghĩ muốn thành đế, trước phải hàng phục đại đạo, không bị đại đạo đồng hóa. Trong lịch sử đã từng có rất nhiều đại đế, đế quân nói với đệ tử của chính mình là muốn bế quan tiềm tu, một lần bế quan chính là mấy trăm, mấy ngàn năm đằng đẵng. Tới lúc đệ tử khai quang, nhìn lại phát hiện địa phương bế quan không còn một bóng người. Chính là vì hắn, trong lúc tu luyện, có chút không cẩn thận, đã hóa đạo, bị đại đạo thiên địa đồng hóa, tiêu tán biến mất trong thiên địa. Sự hung hiểm của quá trình thành đế thậm chí có thể khiến cho hồn phách cũng theo đó mà hóa đi, không còn tồn tại. Hết thảy mọi thứ như nhục thân, thần binh, chư thiên, quần áo của chính mình đều sẽ bị hóa đi, không lưu lại nửa điểm đồ vật. Hơn nữa, thực lực của đế quân càng mạnh, đại đạo tu luyện càng tinh diệu, thì uy lực của hóa đạo cũng sẽ càng mạnh, khả năng bị đại đạo đồng hóa cũng càng cao. Trung Nhạc bởi vì tâm cảnh từ rất sớm đã đạt tới tâm cảnh đế cấp, đã trải qua mấy lần kiếp nạn hóa đạo. Bất quá, kiếp nạn hóa đạo lần này vẫn là cực kỳ mãnh liệt. Hắn quá mạnh mẽ, đã hình thành một cái vũ trụ trong biết cảnh đạo nhất của chính mình. Cơ hồ đã luyện thành thất đạo luân hồi, cộng thêm mở ra khu luân hồi thứ 7, đã thành lập hệ thống lục giới đại luân hồi, nghịch chuyển tiên thiên, trở thành sinh linh hậu thiên đầu tiên lột xác thành tiên thiên thần ma. Những thành tựu này thật sự quá lớn, là thành đế trong khu luân hồi thứ 7. Vì thế cho nên kiếp nạn hóa đạo lần này cũng lớn không thể tưởng tượng. Vô số đại đạo thiên địa muốn hắn hóa đạo, áp lực mang tới cho hắn cũng to lớn không thể tưởng tượng. Trong đám đại đạo này, không chỉ có đại đạo do sinh linh hậu thiên dùng phương pháp đồ đằng khai sáng ra, cũng có cả đại đạo tiên thiên, hơn nữa chủng loại đa dạng phức tạp. Đại bộ phận trong đấy đều là trước đây Trung Nhạc chưa từng tiếp xúc qua, vẫn chưa lý giải qua. Cái này chính là cực kỳ hung hiểm, vô tri thì vô năng, trước đây chưa từng tiếp xúc, chưa từng lý giải, sẽ càng dễ dàng bị đại đạo đồng hóa. Nếu không phải là hắn đã thành đế tại địa phương như khu luân hồi thứ 7 này, cũng sẽ không gặp phải kiếp nạn hóa đạo lợi hại như vậy. Bởi vì đại đạo thiên địa của mỗi một thế giới đều có chỗ bất đồng. Đại đạo thiên địa của 3.000 lục đạo giới và đại đạo thiên địa của vũ trụ cổ lão không giống nhau. Đại đạo của 3.000 lục đạo giới phần lớn đều là đại đạo hậu thiên. Đại đạo của vũ trụ cổ lão lại có chỗ không giống với đại đạo của tử vi. Tử vi là do đại tư mệnh và các thần vương thái cổ mở ra, đại đạo chất chứa trong đấy là đại đạo của các thần vương thái cổ. Mà đại đạo của hư không giới thì lại bất đồng với đại đạo của tử vi. Đại đạo của hư không giới phần lớn là liên quan tới linh hồn. Về phần đại đạo của đạo giới lại hoàn toàn bất đồng. Đại đạo của đạo giới càng thuần túy hơn, càng cao cấp hơn. Mà đại đạo của khu luân hồi thứ 7 lại hoàn toàn bất đồng với đại đạo của những thế giới khác, liên quan tới luân hồi của linh hồn, thống nhất lục giới. Mấu chốt nhất vẫn là lục giới nhất thống. Ở nơi này, thành đế rất có khả năng sẽ dẫn dắt đại đạo của những thế giới khác tới. Nhất là Trung Nhạc, lại là kẻ mở ra khu luân hồi thứ 7, cũng là người dẫn dắt lục giới nhất thống, lại càng được trời ưu ái.
Thời điểm ngàn vạn đại đạo vọt tới, vô số đạo âm chấn động nổ vang, lập tức tách ra tu vi của hắn. Tiên thiên thái cực, tiên thiên tứ tượng và tiên thiên bất quái của bản thân hắn ở trước mắt đại đạo thiên địa quả thật là bé nhỏ đến không đáng kể. So với tiên thiên thái cực, tiên thiên tứ tượng và tiên thiên bắt quái của toàn thể vũ trụ lại càng có chênh lệch cực lớn. Về phần hai đạo không gian và thời gian cũng là xa xa không bằng, duy nhất không bị triệt tiêu chỉ có tiên thiên dịch đạo. Dịch đạo là tuyệt học tổ truyền của Phục Hy thị, từ Bảo Hy thị dựng lên, đã tới một đời Phục Mân đạo tôn, rút cuộc cũng tập hợp lại, đã biến thành tiên thiên dịch đạo. Dịch giả biến hóa giả, Phục Mân đạo tôn dựa vào tiên thiên dịch đạo, rút cuộc đã làm được thân ở bên trong, đạo ở bên ngoài, tung hoành thiên hạ suốt 12 vạn năm, đánh khắp thiên hạ không có địch thủ, sáng tạo ra thịnh thế vô cùng huy hoàng. Hắn là từ không tới có, sáng tạo ra một, nhưng bởi vì thọ nguyên giới hạn không thể tiếp tục. Trung Nhạc chính là dựa trên trụ cột của hắn sáng tạo ra 23-4 năm, rút cuộc là làm được nghịch chuyển tiên thiên. Phục Mân đạo tôn là người tập hợp thành quả của các đời Phục Hy, mà Trung Nhạc chính là kẻ hoàn thiện dựa trên trụ cột của hắn. Tiên thiên dịch đạo đối với Trung Nhạc chính là tương đương với đạo nhất trong bảy tòa bí cảnh. Những đại đạo còn lại chính là đám bí cảnh âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành, đạo nhất mới là căn cơ thống hợp những bí cảnh khác, khiến cho toàn bộ các bí cảnh thống hợp quy nhất, gọn gàng ngăn nắp vận chuyển, chỉ có bí cảnh đạo nhất. Lần này ngàn vạn đại đạo trùng kích cũng chỉ có duy nhất dịch đạo là bất loạn. Dịch đạo là trụ cột vững chắc của hắn, cũng là căn bản để hắn vượt qua kiếp nạn hóa đạo lần này. Hắn thủ vững tâm thần, những đại đạo khác của bản thân bị đồng hóa cũng không quá quan trọng, chỉ cần chuyên tâm bảo vệ dịch đạo, không ngừng hàng phục những đại đạo khác. Tư Mệnh đứng trước cửa Vãng Sinh Cung lặng lặng quan sát một màn này, màn trận diện này kinh tâm động phách, mặc dù không đáng sợ như chiến trường đại chiến tổ đình vậy, thế nhưng mức độ hung hiểm thì còn cao hơn rất nhiều. Nàng có thể cảm giác được khí tức của Trung Nhạc trong nháy mắt đã thẳng tắp rơi xuống hơn 9 thành, đại biểu cho tu vi của Trung Nhạc đã bị hóa đi hơn 9 thành. Cái này đối với những đế quân khác cơ hồ là đại kiếp nạn chí mạng, phía sau khẳng định là không thể chống đỡ nổi, trực tiếp bị đại đạo thiên địa hóa đi. Thế nhưng Tư Mệnh vẫn như cũ vô cùng lãnh tĩnh, cũng không nhúng tay vào. Sau khi tu vi của Trung Nhạc rơi xuống hơn 9 thành, cũng không tiếp tục rơi xuống nữa, mà là đứng vững tại chỗ, sau đó bắt đầu chậm rãi đề thăng. Khí tức của hắn cũng đang một tia tăng lên, đại biểu cho tu vi không ngừng khôi phục. Ngay tại một tia khí tức đầu tiên của hắn tăng lên, cỗ khí tức kia đã diễn biến thành đế uy. Đế uy huy hoàng không ngừng tăng trưởng, gọn gàng ngăn nắp đề thăng. Hàng phục đại đạo chính là khởi đầu của thành đế. Phục Mân đạo tôn vô địch chính là vô địch bởi dịch đạo. Ánh mắt của Tư Mệnh chớp động, thấp giọng nói: luận tài trí, bất luận Trung Nhạc hay là Tư Mệnh cũng đều xa xa không bằng được Phục Mân đạo tôn. Nghĩ muốn đạt được thành tựu lớn hơn Phục Mân đạo tôn, chỉ có đứng trên bả vai của Phục Mân đạo tôn mới có thể làm được. Đứng trên bả vai của cự nhân mới có thể càng cao hơn, nhìn thấy càng xa hơn. Trung Nhạc dùng dịch đạo hàng phục đại đạo thiên địa, điên cuồng vọt tới. Hàng phục đầu tiên chính là đại đạo thân cận với Phục Hy nhất, biểu tượng của Nhật Nguyệt, đại đạo âm dương. Tiếp theo là hàng phục đại đạo thần ma. Sau đó hàng phục đám đại đạo tiên thiên bắt quái như thiên đạo, địa đạo, khiến cho tu vi của chính mình không ngừng được khôi phục. Còn chưa hàng phục hết toàn bộ đám đại đạo tiên thiên bắt quái, khí tức của hắn đã cường đại tương đương với trước đây. Đợi tới lúc hàng phục xong hết thảy toàn bộ 64 loại đại đạo tiên thiên bắt quái, khí tức của hắn cũng đã vượt qua trước đây gấp mấy lần. 64 loại đại đạo tiên thiên bắt quái lan tỏa ra ngoài, sản sinh ra vô số cành cành khúc khúc. Trung Nhạc hàng phục các loại đại đạo thiên địa càng lúc càng nhanh chóng, tu vi để thăng cũng càng lúc càng tăng trưởng. Sau khi các loại đại đạo dị loại bị hắn hàng phục, các loại tin tức mới ào ào xuất hiện tiến nhập vào đại não của hắn. Vô số ảo diệu của các loại đại đạo một phát tiến nhập, biến thành tri thức của hắn, biến thành đạo hạnh của hắn, khiến cho tu vi của hắn càng lúc càng khủng bố hơn, càng lúc càng tinh thâm hơn. Chỗ cường đại của tiên thiên dịch đạo đã được triển lộ ra hoàn toàn. Đám quang mang bao vây xung quanh thân thể Trung Nhạc đang dần dần yếu bớt. Đám quang mang này là hào quang đại đạo sau khi bị Trung Nhạc hàng phục hấp thu, đã không còn đại đạo mới phóng vọt tới, tự nhiên sẽ càng lúc càng yếu dần. Mà Trung Nhạc thì lại càng lúc càng mạnh, mạnh mẽ tới mức khiến cho Tư Mệnh cũng không ngừng lùi về phía sau. Đột nhiên Tư Mệnh quay đầu lại nhìn về phía bên ngoài thánh địa Vãng Sinh, chỉ thấy từng đạo thân ảnh tiên thiên thần ma như ẩn như hiện, thân thể to lớn, lúc thì xuất hiện trong quang mang chiếu rọi xung quanh thân thể Trung Nhạc, lúc thì lại nhấp nháy tản đi. Tư Mệnh cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên không trung của thánh địa Vãng Sinh. Ở nơi đấy thiên khung đang lưu động, xuất hiện từng đạo vết thương. Tư Mệnh một lần nữa cười lạnh, thu hồi ánh mắt, không thèm để ý tới nữa.
Đúng lúc này, từ xa xa đạo âm nổ vang, một cây thần thụ phong cách cổ xưa, thế nhưng lại tràn ngập lục khí nguy nga phiêu phiêu đãng đãng, chậm rãi bay tới. Dưới cây cổ thụ, vô số sợi rễ to lớn vần quanh, phiêu động như xúc tu. Trên đám rễ cây thô to kia, có một tôn thần vương thái cổ, nguy nga vĩ ngạn đang đứng, sắc mặt nghiêm nghị, nhìn về phía thiên khung, cất cao giọng nói: "Thiên, có nhận ra sinh mệnh cổ thụ không?" Trên cây còn có một cái tổ chim, một cái phượng xào, còn lại là một con khỉ dừng lại trong tán cây. Thiên khung lưu động trên không trung thánh địa vãng sinh nhẹ nhàng chấn động, từ từ rời đi, rất nhanh đã biến mất, không thấy đâu nữa. "Khải Nguyên thần vương, bái kiến Phục Hy." Tôn thần vương thấy cổ dưới cây thần tụ kia xa xa chắp tay, mỉm cười nói: "Đại tư mệnh, biết được Phục Hy muốn độ kiếp nạn hóa đạo, bởi vậy lệnh cho ta tới đây hộ pháp, tránh cho bọn đạo trích làm phiền." Thanh âm của Trung Nhạc từ trong quang mang vang lên, thản nhiên nói: "Đa tạ ý tốt của đại tư mệnh và các vị đạo huynh, Trung mỗ tâm lĩnh. Thiên hiện tại đã rời đi rồi, tất sẽ không dám lại tới nữa đâu, mà các vị đạo huynh trở về đi cho." Khởi Nguyên thần vương mỉm cười nói: "Cũng được, vậy chúng ta sẽ ở đằng xa hộ pháp vậy." Dứt lời, sinh mệnh cổ thụ liền chậm rãi bay đi xa. Tư mệnh lướt nhìn cây sinh mệnh cổ thụ đang rời đi kia một cái, chỉ thấy cây cổ thụ này dừng lại ở một địa phương cách đó không xa, cười lạnh một tiếng hỏi: "Giả vờ ân cần, nếu thật sự ân cần, thời điểm tổ đình bị vây công, sao không thấy các ngươi tới tương trợ vậy? Trái lại còn những cơ hội xâm chiếm địa bàn của khu luân hồi thứ bảy, trắng trợn mở rộng lãnh địa của mình." Thanh âm Trung Nhạc truyền tới nói: "Đại tư mệnh có ân với ta, hơn nữa hắn cũng đã quân lấy Thiên, khiến cho Thiên trễ nải hơn 10 năm mới tiến công tổ đình, đã xem như là tận tình tận nghĩa rồi." "Tận tình tận nghĩa sao? Sợ rằng chưa chắc đâu." Đạo hỏa toàn thân tư mệnh tung bay, nàng lên tiếng nói: "Nếu hắn thật sự tận tình tận nghĩa, vậy sẽ không khoanh tay bằng quan, ngồi xem tổ đình ta bị công phá như vậy. Các ngươi là minh hữu, lãnh địa của minh hữu bị công phá lại khoanh tay không cứu, tính là minh hữu cái gì? Hơn nữa lần này người độ kiếp nạn hóa đạo, rõ ràng tất sẽ thành công. Cho dù Thiên có thật sự tập kích, thì có ngươi và ta ở đây cũng có thể dễ dàng lui địch được, khiến cho Thiên biết khó mà lui. Hắn lại để cho thuộc hạ chạy tới tương trợ, không phải là giả ân cần thì là cái gì đây?" Trung Nhạc lặng nhiên không đáp, toàn tâm toàn ý luyện hóa hào quang đại đạo xung quanh thân thể. Tư mệnh tiếp tục nói: "Ngươi cần phải cẩn thận với đại tư mệnh. Dù sao hiện tại mục tiêu của các ngươi cũng không nhất trí, tới thời điểm mục tiêu xung đột cũng sẽ là thời điểm các ngươi phát sinh xung đột kìa." Trung Nhạc gật đầu nói: "Ngươi cứ việc yên tâm." Đột nhiên hào quang ngập trời mạnh mẽ co rút lại, toàn bộ đã bị hắn thu vào trong cơ thể. Toàn thân Trung Nhạc đại phóng quang minh, từng đạo thần quang từ trong cơ thể hắn bùng phát, biến thành quang thải chói mắt. Một lúc lâu sau mới thu hồi lại, chỉ còn lại đế uy hạo đãng không ngừng chấn động từ khu luân hồi thứ bảy chuyển tới vũ trụ của lão, lục đạo giới, tử vi và hư không giới. Thậm chí một bộ phận đế uy còn phóng vọt vào bên trong đạo giới. Tử vi đế tinh không ngừng dao động, tinh tú tượng trưng cho chư đế cũng đang phiêu phiêu bất định. Chỉ là mặc dù Trung Nhạc đã thành đế, thế nhưng cũng không có đế tinh mới sinh ra, khiến cho người ta vô cùng ngạc nhiên. Mục Tiên Thiên lại mệnh lệnh cho giám thiên ti, tuần thiên ti dò xét các nơi trong vũ trụ, điều tra một chút xem là yêu nghiệt phương nào tác loạn. Giám thiên ti và tuần thiên ti bận rộn một trận cũng không phát hiện ra chỗ dị thường nào. Đế uy dần dần thu liễm trở lại, Trung Nhạc khôi phục lại như bình thường, đi thẳng về phía Tư Mệnh. Tư Mệnh khẽ nhíu mày lên tiếng: "Sao ngươi không luyện hóa đám hào quang ngập trời cuối cùng kia đi?" "Đại đạo của đạo giới càng cao cấp hơn, trước mắt ta vẫn chưa thể luyện hóa được." Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn về phía đạo giới chi môn ở đầu cuối của khu luân hồi thứ bảy, nhàn nhạt nói: "Đạo giới quả thật là rất thần bí, ta muốn tiến vào xem một chút xem sao." "Nhưng ngươi không thể hàng phục được đại đạo của đạo giới, không tiến vào đạo giới được." Tư Mệnh lắc đầu nói: "Tòa đạo giới chi môn kia ngươi căn bản không thể tiến vào, sẽ bị đánh văng ra." Trung Nhạc nhìn về phía đạo giới chi môn, không thể không gật đầu: "Đúng là như vậy, chưa thành đạo thần sợ rằng chỉ có con đường đánh vào đạo giới chi môn này mới có thể tiến vào đạo giới, mà trở thành đạo thần..." Hắn lắc đầu nói: "Khó." Sau khi thành đế, hắn mới hiểu được cảnh giới đạo thần trước mặt là xa xôi tới mức nào. Khoảng cách giữa đạo thần và đế cảnh không phải là chênh lệch mà là lệch trời. Đó là hai loại cảnh giới hoàn toàn bất đồng. Đế cảnh là hàng phục đại đạo thiên địa, quả thật không sai. Nhưng loại hàng phục đó chỉ là một con đường để thăng tu vi. Đế cảnh đối với đạo cũng chỉ là người sử dụng mà thôi. Đại đạo mà đế hàng phục chỉ là hào quang của đại đạo, là biểu hiện của đạo, cũng không phải thật sự hàng phục đại đạo chân chính.
mà đạo thần lại chính là đạo, là thần của đạo, là kẻ trường khống đạo chân chính. Chỗ khác biệt lớn nhất của hai cảnh giới này chính là đạo tâm. Đế cảnh còn có thất tình lục dục, nhưng đạo thần đã không còn bất luận dục vọng gì, chỉ có đạo. Hết thảy hành động của bọn họ đều là dùng đạo biến hóa ra, giơ tay nhấc chân không gì không phải là đạo lý. Nếu như đại đạo xung đột, vậy đạo thần cũng sẽ có tranh chấp. Nếu đại đạo thân thiện, vậy đạo thần cũng sẽ thân thiện. Nếu như đại đạo tà ác, vậy đạo thần cũng sẽ tà ác. Hành động cử chỉ của đạo thần cũng không thể cân nhắc. Loại tâm cảnh huyền diệu đấy không phải là Trung Nhạc có thể hiểu được. Hiện tại hắn tu thành đế cảnh, đối với cảnh giới của đạo thần cũng đã có thể nhìn thấy lốm đốm. Rốt cuộc là đạo thần trưởng khống đạo hay là đạo trưởng khống đạo thần đấy? Trung Nhạc có chút mê man. Có lẽ đây chính là bẫy dập đạo thần mà trước đây Lôi Trạch Cổ Thần đã từng đề cập qua với hắn. Lôi Trạch Cổ Thần từng nói, Đại Tư Mệnh nói cho hắn biết, tu hành đạo thần có khả năng sẽ rơi vào bẫy dập đạo thần. Ý tưởng và hành động của đạo thần chỉ có thể là quy luật vận hành, quy tắc vận chuyển của đạo. Không có ý thức của chính mình, không phải là kẻ trưởng khống đại đạo chân chính. Đạo thần chân chính, hắn là kẻ trưởng khống đại đạo, mà không phải bị đại đạo trưởng khống. Đại Tư Mệnh suy đoán, đánh vào đạo giới sẽ có thể trở thành đạo thần chân chính, không biết rơi vào bẫy dập đạo thần, bị đại đạo trưởng khống. Cái suy đoán này rốt cuộc là thật hay giả, vẫn chưa thể nào nghiệm chứng được. Trung Nhạc thu hồi ánh mắt, hiện tại hắn vẫn chưa thể hàng phục hào quang đại đạo tới từ đạo giới. Nói rõ khoảng cách bước vào đạo giới vẫn còn cực kỳ xa xôi. Hơn nữa, liên quan tới khu luân hồi thứ 7, hắn còn có rất nhiều chỗ không biết. Ở trong đấy, thâm ảo khó hiểu nhất chính là vũ trụ đại nhất thống, làm cách nào vận hành, làm cách nào nhất đạo giới vào trong luân hồi đại nhất thống. Càng quan trọng hơn chính là sáng tạo ra đại thần thông, lục đạo, nhất thống. Con đường sau này, ngươi dự định sẽ đi như thế nào? Tư Mệnh từ xa đi tới, dò hỏi. Trung Nhạc trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi nói, ta chuẩn bị trở thành thiên đế. Tư Mệnh thoáng ngẩn người, Trung Nhạc tiếp tục nói, ta chuẩn bị trở thành thiên đế đại nhất thống. Khu luân hồi thứ 7 đã thống nhất lục giới, nhất lục giới vào trong luân hồi hoàn chỉnh. 3000 lục đạo giới đại biểu cho sinh linh hậu thiên, vũ trụ cổ lão đại biểu cho cổ thần vương, tử vi đại biểu cho thần quyền, hư không đại biểu cho linh hồn, đạo giới đại biểu cho đạo quyền, mà khu luân hồi thứ 7 đại biểu cho luân hồi. Luân hồi của lục giới đã nhất thống, nhưng chỉ có lục giới đại nhất thống chân chính mới là thời điểm phục khi thần tộc ta chân chính quật khởi. Hơn nữa, ta cần quyền lực và lực lượng đối kháng với đám thần vương thái cổ kia. Tư Mệnh suy tư nói, nhất thống lục giới sẽ không chỉ đụng chạm tới lợi ích của đám thần vương thái cổ và mục tiên thiên, mà có lợi ích của thiên, có đạo thần và của Đại Tư Mệnh nữa kìa. Trung Nhạc mỉm cười nói, người cứ yên tâm, thời điểm nên nhường nhịn, ta sẽ nhường nhịn. Mục tiên thiên đã ngồi lên trên vị trí thiên đế này quá lâu rồi, chí lớn nhưng tài mọn, đã tới lúc nàng nên rời cái mông đi chỗ khác rồi. Ta dùng danh nghĩa phục khi trước làm thiên đế, nhất thống vũ trụ cổ lão, tử vi và lục đạo giới. Những giới còn lại sẽ từ từ đồ diệt sau. Tư Mệnh cười khanh khách nói, mục tiên thiên chỉ mới ngồi lên đế vị mấy trăm năm, còn thiếu mấy năm nữa mới đủ 1000 năm kìa. Người đã muốn để nàng ta rời vị trí rồi, người à. Trung Nhạc nắm lấy bàn tay của nàng, mỉm cười nói, nào đi dạo với ta một chút nào. Tư Mệnh lướt nhìn bàn tay của hắn một cái, yên lặng gật đầu. Cầm tay của Trung Nhạc khiến cho nàng cảm giác được một chút ấm áp. Đạo hỏa toàn thân của nàng mặc dù thiêu đốt hừng hực nhưng lại cực kỳ băng lãnh. Bàn tay của Trung Nhạc lại bị đạo hỏa thiêu đốt lên, chỉ là tốc độ thiêu đốt chậm hơn rất nhiều so với lúc trước. Hiện tại tu vi thực lực của hắn đã để thăng gấp nhiều lần so với trước đây, uy năng của đạo hỏa cũng bị hắn áp chế đi rất nhiều. Hai người dắt tay nhau đi dạo trong khu luân hồi thứ 7. Chỉ thấy từ khu luân hồi thứ 7 có thể đi tới 3000 lục đạo giới, cũng có thể đi tới vũ trụ cổ lão, tử vi và hư không giới. Hết thảy những địa phương có luân hồi cũng đều có thể đặt chân tới. Nhưng đi ở trong này cũng không trùng điệp với thế giới chân chính, không nhìn thấy sinh linh của những thế giới khác. Đây là vũ trụ trọng điệp, là không gian luân hồi, là vãng sinh chi địa, nơi tàn hồn quy trúc. Chỉ là cảnh tượng trước mắt còn vô cùng hỗn loạn, rất nhiều yêu tà quấy phá. Giang Sơn này thật xinh đẹp, chứ lần này ta tranh đoạt Giang Sơn cũng không phải vì Giang Sơn. Thanh âm Trung Nhạc trầm trọng, tràn ngập tử tính, mỉm cười nói, ta là vì sinh sôi nảy nở chủng tộc của chúng ta. Một lúc lâu sau, bàn tay của hắn đã bị đạo hỏa thiêu đốt thành tro tàn. Tư Mệnh dừng bước lại, nhìn đám tro tàn từ trong kẽ ngón tay của nàng rơi xuống, sau đó phất phất tay mỉm cười nói, người dùng danh nghĩa phục khi thành đế, tất nhiên sẽ có rất nhiều trắc trở, ta không khuyên can ngươi. Bản lĩnh của ngươi đã vượt qua ta rất nhiều,
hẳn là có thủ đoạn của chính mình rồi. Chỉ là người nhớ thường xuyên tới thăm ta. Trung Nhạc gật đầu rời khỏi khu luân hồi thứ bảy, tiến vào tổ đình. Tư Mệnh nhìn theo bóng dáng của hắn rời đi, rồi lại quay về Vãng Sinh Cung, cô đơn ngồi xuống. Vãng Sinh Cung một mảnh trống trải, chỉ có một mình nàng, cô độc, cô đơn như chiếc bóng. Chiếu cáo các tộc thiên hạ, Mục Tiên Thiên làm hại bốn phương, Ngụy Đế đánh cắp chính thống thiên hạ, hưng chiến sự, loạn cương thống, khiến cho dân súng lầm than, sinh linh đổ thán. Phục khi trung dân thị khinh thường, không thần phục, tự mình xưng đế, đế hiệu là Nhạc, dựng đô ở tổ đình. Trung Nhạc triệu tập báo quan văn võ dưới trướng, lệnh cho Vân Quyển Thư khởi thảo chiếu lệnh, lên tiếng nói: Ta trước xưng đế, chiếu cáo các tộc, kêu gọi các chí chi sĩ, có chí chi tộc khởi binh hưởng ứng. Kế tiếp là phát thiệp mời, mời chào quần hùng thiên hạ tham gia đại hội chư đế tương lai. Ở trong đại hội sẽ tuyên cáo hịch văn, trinh phạt Mục Tiên Thiên. Dưới đường, báo quan văn võ một mảnh xôn xao, có kẻ giật mình, có kẻ đại hỉ, cũng có kẻ thì chưa tính thắng đã tính bại trước. Vân Quyển Thư lập tức khởi thảo chiếu lệnh, sao chép mấy vạn phần, lệnh cho từng vị thần sứ sử dụng ám võng đưa tới các tộc trong vũ trụ của lão, 3000 lục đạo giới và tinh vực tử vi. Chọn ra một tử sĩ đưa thư tới thiên đình tử vi. Vân Quyển Thư lại nói: Có một lão thần bước ra khỏi hàng nói: Lão thần thọ nguyên không nhiều, nguyện ý đi một trận. Vân Quyển Thư nói: Lão tiên sinh hẳn là biết rõ Mục Tiên Thiên hỉ nộ vô thường, người đi chuyến này chưa chắc đã có thể còn sống mà trở về được. Lão thần kia xúc động nói: Nếu như là như vậy, đúng hợp ý ta, thọ nguyên của ta đã tới điểm cuối rồi, không thể để lại đi theo chủ công chinh chiến, nhìn chủ công tọa trấn giang sơn. Nếu đã như vậy, không bằng hy sinh thân thể vô dụng này đi tới tử vi đưa thư, kính xin chủ công và Vân quân sư chiếu cố tộc duệ ta. Vân Quyển Thư nói: Người yên tâm, tộc duệ của ngươi chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Lão thần kia lĩnh thư rời đi, thông qua ám võng đưa thư tới tử vi đế tinh. Chưa qua thời gian hơn một năm, lão thần kia tiến vào thiên đình, gặp Mục Tiên Thiên mà không bái, ngẩng đầu ưỡn ngực dâng thư trước triều đình. Văn võ cả triều đồng thanh nổi giận quát mắng, lão thần kia vẫn như cũ đứng sừng sững giữa triều đình không chút sợ hãi. Mục Tiên Thiên mở thư đọc qua, sắc mặt càng lúc càng khó coi, ném thẳng bức thư kia xuống đất nói: Chém đầu, bỏ cái đầu vào trong hộp đưa tới tổ đình, để cho trung tặc thanh tỉnh lại một chút đi. Lão thần kia tự mình đi ra ngoài điện, ngẩng cổ cho chém, mặt không đổi sắc. Mặc dù cái đầu đã bị bỏ trong hộp, sắc mặt cũng không có bất kỳ biến hóa gì cả. Mục Tiên Thiên cười lạnh một tiếng nói: Trung tặc rút cuộc đã ngồi không yên, muốn tạo phản rồi đấy. Cái tên này chính là ăn gan hùm mật gấu rồi, chấm sẽ đích thân lĩnh binh. Bệ hạ, không thể. Đột nhiên, Vô Kỵ Thiên Vương chợt bước ra khỏi hàng, lên tiếng: Bệ hạ, trận chiến tổ đình đã nói rõ tổ đình không phải là đạo thần sẽ có thể phá được, cho nên thần hạ cho rằng chi bằng cứ đợi trung tặc rời khỏi tổ đình, lúc đấy hãy mới xuất binh chinh phạt. Hắn trốn trong tổ đình không phá được hắn, nhưng chỉ cần hắn rời khỏi tổ đình sẽ có thể ung dung mà tiêu diệt. Mục Tiên Thiên mặc dù đối với Phong Vô Kỵ có chút khó chịu, nhưng lời này của hắn quả thật đã nói rõ tới điểm quan trọng, ngữ khí ôn hòa nói: Vô Kỵ Thiên Vương nói thật có lý, vậy Vô Kỵ Thiên Vương cho rằng phải làm như thế nào đây? Phong Vô Kỵ nói: Trung tặc binh hùng tướng mạnh, hơn nữa quỷ kế đa đoan, dưới trướng có bốn tôn thần vương Lôi Trạch, thần hậu Càn Đô và Tương Vương trợ trận, rồi lại có rất nhiều đại đế đi theo, sợ rằng thiên đình ta khó có thể ngăn cản, bởi vậy cần phải cầu viện quân. Thần nguyện ý làm thuyết khách đi thuyết phục thiên tới tương trợ. Mục Tiên Thiên trầm ngâm nhìn chằm chằm hắn, trong lòng hiểu rõ Phong Vô Kỵ có được đại não thiên ý, xem như là thiên đạo thân của thiên. Nó là thuyết khách bất quá chỉ là mặt mũi, thật ra chính là thiên đang mượn miệng của hắn nói với chính mình. Được, ái khanh hãy an bài một chút đi, chẳng muốn gặp mặt thiên một chút nào. Phong Vô Kỵ nói: Kính xin bệ hạ di giá, một mình lên thiên đàn. Mục Tiên Thiên đứng dậy, một mình đi lên thiên đàn. Qua không bao lâu, thiên khung biến hóa, thương thiên chảy máu, một gã thần nhân không có khuôn mặt hạ xuống. Mục Tiên Thiên chắp tay hành lễ nói: Thiên có yêu cầu gì mới bằng lòng giúp chấm đấy? Bệ hạ, chỉ dựa vào một mình ngươi quyết không phải là đối thủ của Phục Hy, người nghĩ muốn thắng hắn còn phải mượn lực lượng của ta. Thiên thản nhiên nói: Ta chỉ có một điều kiện duy nhất thôi. Sắc mặt của Mục Tiên Thiên khẽ biến, lên tiếng: Chấm sẽ không tế bái ngươi. Thiên mỉm cười: Ngươi đoán sai rồi, ta là muốn Tiên Thiên Thần Đế và Ma Đế xuất lĩnh thần tộc ma tộc của vũ trụ cổ lão tế tự ta. Chỉ cần bệ hạ hoàn thành việc này, ta sẽ giúp ngươi.
sắc mặt của Mục Tiên Thiên âm tình bất định, để cho Tiên Thiên Thần Đế Ma Đế cùng với vô số thần tộc ma tộc của vũ trụ cổ lão tế tự thiên, chỉ sợ sẽ có thể khiến cho đạo thương của thiên khỏi hẳn, khôi phục tới trạng thái đỉnh phong trước đây. Thiên dưới trạng thái đỉnh phong chính là cực kỳ cường đại, sau khi hắn khôi phục lại thực lực, chỉ sợ chính mình cũng khó có thể tiếp cận tiếp tục làm thiên đế, chỉ có thể làm thiên tử mà thôi. Phải biết rằng 10 vạn năm nay sở dĩ thiên an phận như vậy cũng là vì đạo thương mà Phục Môn Đạo Tôn đã tạo thành cho hắn vẫn chưa khỏi hẳn. Nếu đạo thương của thiên khỏi hẳn, vậy thực lực của hắn chỉ sợ sẽ đạt tới trình độ như Hắc Đế Bạch Đế, thậm chí là Đại Tư Mệnh Tứ Diện Thần bậc này. Chậm. Mục Tiên Thiên thoáng có chút do dự, thiên thản như nói: Phục Hy đang tổ chức một kỳ đại hội chư đế tương lai nữa, trong kỳ đại hội này chỉ sợ chư đế tương lai sẽ bị hắn bắt lấy hơn phân nửa. Sắc mặt của Mục Tiên Thiên kịch biến, quả quyết nói: Chấm đồng ý. Thiên cười ha hả, thanh âm cực kỳ vui vẻ, thân ảnh càng lúc càng cao. Thiên tử, ngươi yên tâm, ta sẽ để cho tồn tại bị chấn áp trong thiên ngục đi ra giúp ngươi. Trận chiến này ngươi tất thắng không thể nghi ngờ. Sao? Tồn tại chấn áp trong thiên ngục cơ? Mục Tiên Thiên vừa mừng vừa sợ, tâm thần đại định. Trong thiên ngục chấn áp không ít đại đế thượng cổ, còn có rất nhiều tiên thiên thần ma, có bọn họ tương trợ, tặc nhân phạt cốt căn bản không thể đấu với chấm được rồi. Cho dù hắn có bắt lấy toàn bộ chư đế tương lai cũng không được. Nàng nhất thấy yên lòng, quay trở lại triều đình, chỉ thấy lại có thần sứ đi tới tổ đình đăng điện, dâng lên thiệp mời đại hội chư đế tương lai. Mục Tiên Thiên cầm lấy thiệp mời không khỏi ngây người. Đại hội chư đế tương lai này chấm rút cuộc là đi hay không đi đây? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 334 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại.